Phạm Quỳnh Anh lên tiếng tin đồn cầu hôn và bầu bí đính chính một thông tin về chồng cũ. Sau khoảng thời gian im lặng, giọng ca bụi bay vào mắt đã lên tiếng giải đáp thắc mắc của cư dân mạng. Những ngày vừa qua, showbiz Việt râm ran trước thông tin Phạm Quỳnh Anh được tình trẻ cầu hôn vào đúng dịp Valentine 14 tháng 2. Đặc biệt, nữ ca sĩ còn liên tục để lộ bằng chứng đang mang thai con thứ ba. Sau vài ngày im lặng, tối ngày 21 tháng 2, Phạm Quỳnh Anh đã có dòng trạng thái một lần nói hết những thắc mắc của người hâm mộ. Cụ thể, giọng ca hạnh phúc mới cho biết lý do cô không có nhất cử nhất động trong mấy ngày qua là do cùng hai con chiến đấu với Covid-19. Hiện tại, Phạm Quỳnh Anh và hai nhóc tỳ đã khỏi bệnh. Trong bức tâm thư này, vợ cũ Quang Huy lần đầu tiên nói về tin đồn được tình trẻ cầu hôn. Dù không trực tiếp xác nhận nhưng Phạm Quỳnh Anh đã gửi lời cảm ơn đến những người đã chúc phúc cô. Về vấn đề riêng tư của gia đình, đây chỉ là một niềm vui bất ngờ nho nhỏ của Quỳnh Anh nên xin cả nhà cho Quỳnh Anh giữ lại điều này như là chuyện riêng của cá nhân mình. Ai rồi cũng hướng cuộc sống của mình đến những điều bình yên. Quỳnh Anh luôn tôn trọng những người bên cạnh mình vì mỗi người trong chúng ta, ai cũng đều có những vấn đề riêng, không ai giống ai. Mong rằng bản thân Quỳnh Anh sẽ nhận được sự tôn trọng như thế, nhất là dành cho hai con gái nhỏ. Trong lần chia sẻ này, Phạm Quỳnh Anh cũng thay mặt chồng cũ lên tiếng về chuyện giảm cân của anh. Cụ thể, nữ ca sĩ 8X cho biết Quỳnh Anh đã đọc nhiều thông tin về việc giảm cân của anh với những góc nhìn chưa tích cực. Quỳnh Anh chỉ muốn nói thay anh một lần vì biết tính anh cũng ít khi phản biện chuyện này. Nếu nói về việc lo lắng cho sức khỏe để giảm được số cân như anh đã làm trong cả một quá trình cố gắng rất nghiêm ngặt, có khi bây giờ anh còn khỏe mạnh hơn cả Quỳnh Anh nữa, nên mọi người tránh dùng những từ ngữ gây tổn thương đến anh nhé. Quỳnh Anh không muốn thấy chuyện so sánh giữa hai bên vì thực chất Quỳnh Anh và anh đang trong một mối quan hệ rất tốt đẹp để cùng nhau chăm sóc hai cô gái nhỏ. Dù đã ly hôn, thế nhưng Phạm Quỳnh Anh và chồng cũ có mối quan hệ vô cùng tốt, thậm chí nữ ca sĩ còn lên tiếng bênh vực chồng sau khi đọc nhiều thông tin không hay về việc giảm cân của Quang Huy. Phạm Quỳnh Anh bén duyên với Quang Huy khi vào thành phố Hồ Chí Minh phát triển sự nghiệp, đầu quân vào công ty của ông bầu. Từ năm 2002, cặp đôi đã thường xuyên công khai đồng hành từ trong các sản phẩm âm nhạc cho tới ngoài đời. Tuy nhiên, mãi đến năm 2012, sau 10 năm hẹn hò, Quang Huy và Phạm Quỳnh Anh mới tổ chức đám cưới. Sau khi kết hôn với đạo diễn kim nhà sản xuất nổi tiếng, cựu thành viên nhóm HAT tạm gác lại sự nghiệp ca hát để chăm lo cho tổ ấm. Chia sẻ về quyết định này, Phạm Quỳnh Anh từng nói, sẽ có 1.000 câu hỏi tại sao cho mỗi chúng ta, nhưng chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống. Trong khoảng thời gian tôi dành cho âm nhạc, cho sân khấu, tôi đã cháy hết mình và không có gì hối tiếc. Bây giờ là khoảng thời gian tôi muốn đốt mình cho gia đình, cho sự nghiệp của chồng, cho nụ cười của con gái. Cuộc sống gia đình của cặp đôi khá kín tiếng và ít khi chia sẻ với truyền thông. Cuối năm 2012, Phạm Quỳnh Anh sinh con gái đầu lòng tên bé là Tuệ Lâm. Đến năm 2017, họ có thêm một con gái nữa là bé Tuệ An. Không lâu sau khi sinh con gái thứ hai, tin đồn rạn nứt của cặp đôi bắt đầu rộ lên. Cả hai không còn tương tác trên mạng xã hội nhiều như trước. Từ đầu năm 2018, Phạm Quỳnh Anh trở lại với các sản phẩm âm nhạc nhưng không còn sự đồng hành của chồng. Đến tháng 10 cùng năm, ông bầu Quang Huy xác nhận đã ly hôn sau một năm ly thân. Trả lời với báo chí về tin đồn chồng cũ ngoại tình, Phạm Quỳnh Anh cho hay, đúng là trong thời gian hai bên căng thẳng, anh Huy có mối quan hệ khác, nhưng Quỳnh Anh đã giải quyết nội bộ gia đình và cũng không muốn làm lớn chuyện để giữ bình yên cho các con, không muốn hai bé vì chuyện người lớn mà tổn thương. Tuy nhiên, khác với nhiều cặp đôi hậu tan vỡ, Quang Huy và Phạm Quỳnh Anh không hề bóc phốt nhau mà chọn cách chia tay trong êm đẹp. Trong những dịp đặc biệt của các con, cả hai không né tránh chuyện đụng mặt, gặp mặt nhau. Cuộc sống riêng tư của Phạm Quỳnh Anh và Quang Huy cũng đã thay đổi nhiều sau 3 năm chính thức đường ai nấy đi.